Dừng rồi. Mãi lên. 1, 2, 3, vô. Vô. Anh làm gì anh cô tí? Tụi em đang thi mà. Người thua là phải chung cho người thắng một lốc sữa lên anh tô đó. Anh không biết, không em mấy đứa chơi lại đi. Trời ơi, tụi em đang chơi mà, mấy em chạy giờ chết rồi. Thông cảm đi, tại vì em thấy con quay của em anh ngứa mắt quá đó mà. Hiện tại con quay này là đỉnh nhất rồi. Vậy mà anh chơi dở, chứ anh muốn con quay sao mới gọi là dữ. Giờ muốn biết nó dữ không á, thử sức mạnh với con quay tuổi thơ 20 năm trước của anh nè. Rồi, anh vô đây. Đây, ra đi, để tôi chơi với anh nha. Cho mượn con quay nha bé heo. Ai cho mày lấy con quay của bé heo? Không được thì trả nè mày ơi. Có con quay cũng mất kỹ nữa. Anh mượn đi hả tiền? Rồi, vô nè. Vô này nè, con mượn này không? Rồi, 1, 2, 3, quay mạnh không? Đúng rồi. Ôi con đệ sắp lượn rồi kìa. Ra đi, anh vô chơi em nè. Ủa, em đi quay phim kiểu gì mà team người ta tới đây hồi sớm tới giờ, em giờ này em mới tới. Tại em dắt thằng em đi ăn cháo, mà nó ăn tới 3 tô lận, cho nên phải đợi nó ăn xong dắt lại đây được nè anh ơi. Rồi, tự nhiên em đi quay phim rồi em dẫn theo thằng mập này làm gì? Xin giới thiệu với anh, đây là anh em của em. Ngày hôm nay em chủ động dắt nó tới đây, cho nó gia nhập vào team mình để quay phim đó. Năm rồi học lợi gì? Dạ em học lợi xuất sắc. Rồi nhóm quay phim này mày chịu cực, chịu khổ, chịu đói, chịu khát, dầm mưa, dãi nắng nổi không? Dạ nổi. Tháng này vô team anh thử việc mày nha. Dạ. Anh chưa hỏi ý kiến của em, sao cho thằng khứa này vô rồi? Được à, giả bộ bên ai? Như hai giọt nước luôn trời. Từ nay cưng sẽ là huynh đệ của anh. Anh Vinh, anh Vinh, em hỏi anh đây nè. Cái con quay này làm từ chất liệu gì? Em thấy nó có chút xíu à, mà quay lâu dữ vậy? Bằng gỗ, bình thường thôi, em chỉ cần đẽo nó ra hình tròn tròn gì em xây là được rồi đó. Ủa, mà đâu anh biết trò chơi này vậy? Trò chơi này là của trẻ em 20 năm. Ôi lọt, em không biết cũng phải rồi. Tại vì đây là cái trò chơi của trẻ em ở miền Bắc, mình ở miền Nam, không biết cũng có thể thông cảm được nha các bạn. Vậy mình cứ lẻ đi anh, đợi gì nữa. Mình không biết, mình chơi cho biết, chơi làm cho biết đi anh. Thằng con nhỏ này mày mới vô team mà mày sung dữ vậy. Cho mày hộp sữa đó. Hết sữa rồi anh Vinh ơi. Trời ơi, tại em mới vô team chưa biết đó. Anh Vinh ơi, uống sữa xong mà anh chừa cho mày 3 giọt cuối. Rồi mày uống xong á, mày đem dục giùm ổng đó. Vậy là con quay của mình, muốn làm hình gì cũng được hả anh? Em thích trái chuối, trái táo, trái lựu đạn, trái cóc, trái ổi gì đó em cứ đục miệng. Sao nó ra tròn tròn gì em lấy con dây em giật cái là nó xoay được rồi. Không có chia đội. Cái trò này không có chia đội được. Mà mình làm theo từng cá nhân đi. Đi chặt cây về đây đẻo ra hình tròn là được rồi. Đi. Ủa rồi anh Vinh, ý anh đưa tay vậy là sao vậy? Trời ơi, anh chỉ tay vậy là đi được rồi. Nên em mà đi cho không? Còn hai anh em mình đó, cứ lẻ lên đi. Không anh đi được rồi. Thôi đi đại ca ơi. Thôi đi lẻ lên đi. Đi lẻ đi. Ôi trời, lại dở. Vậy con vô tim anh đó. Đi nãy giờ luôn á, chưa kiếm nửa cây nào phù hợp để làm con quay hết trơn nè. Không đâu kiếm đi, nói hoài luôn á. Tao thấy toàn là cỏ không à. Hoài trời. Ủa thường, cái quạt nãy đâu ra mày đẹp vậy? Hình trái tim luôn. Thì xua tập đủ 12 hẻ quà lớp anh tô đổi được rồi. Đi đổi kiếm đi. Ừ mà anh Thành, mình làm con quay này á, chặt cây gì mới làm được? Cây gì cũng được hết á. Nhớ bữa trong vườn này, nhiều cây bự lắm mà trời. Đó. Cây bằng lăng này chặt về là nguyên nhớ mình làm đủ luôn á. Mà cây đó bên kia hầm sao mà qua được? Đúng rồi, sao mà chặt được Thành? Vậy thôi, hai đứa mình qua bển chặt cây nè bé heo. Ở đây đông người mà, sao cũng đi chung đi. Đi chiếu hai đứa vậy. Đi rồi Thành. Thôi, chừng bữa bị muỗi chích, gãi lên ghẻ rồi. Giờ đi xuống nước không có được. Bà với anh Quang đi. Đi nè Phương. Dạ. Cái gì nữa? Tự nhiên đau bụng dữ trời. Đem đi kiếm chỗ giải quyết cái ra. Thôi đi đậu mới. Nhức răng quá à, điểm có được. Nhức răng mà liên quan gì tới chặt cây đâu. Thì
chặt cây á là mình dùng sức lấy cây dao bữa vô cái thân cây phải không? Đúng rồi. Mà dùng sức á là găng mình nghiến lên nè. À, nhắc tới đau nữa rồi. Thôi đi, không có đi đâu. Đừng có ngủ nữa, tao nói bệnh hết trơn rồi, đi chặt cây chúng tôi đã. Đi nè, xuống đây đi. Rồi. Đi, không được, quên bé heo nữa. Từ từ, để tao lột cái đĩa dép ra. Nè, cầm giùm tôi đi. Rồi, đeo anh đây đi, tôi cổng cho. Được không? Được, yên tâm. Rồi, đi nha. Được, có sao bé heo? Sao mà dũng dữ vậy quan giáo sư? Tạo cơ hội gì luôn mà nắm bắt không được. Một cây này được không anh Ngọc? Trời ơi, cái đó không được, được đâu. Rồi, cây bên đây được không? Không, không được luôn chị Hảo ơi. Cây nào cũng được trơn vậy. Coi kiếm cho kỹ nha. Em mới nằm kia có nhiều cây kìa. Nhưng mấy cây bự bự gì nè, chặt xuống là con quay trời đã lắm. Được, đưa dao cho anh Ngọc qua phía bệnh kia chặt cây đi. Để em bệnh nhiều cây á. Em có đem theo dao đâu. Hồi nãy chị kêu không đem theo dao, giờ không đem làm sao? Em đưa dao cho anh Ngáo rồi mà. Rồi rồi anh Ngáo không đâu. Chắc anh về anh cắt clip luôn rồi đó. Anh Ngáo này báo nữa rồi. Rồi giờ không có dao chặt cây tính sao đây? Bẻ mấy cây nhỏ đem về làm con quay chứ có gì đâu. Mày làm con quay là phải kiếm mấy cây bự bự, đẻo ra còn bự như vậy chơi mới được. Chứ mày kiếm mấy cây nhỏ quá là sao làm? Cây nhỏ đẻo con quay nhỏ. Ê Ngọc, trời mình nói quá trời cây luôn kìa. Hay giờ mày quanh đó, bẻ vài nhánh về làm con quay đi. Ờ, để tao. Rồi nhảy đi Ngọc. Nhảy đây. Bỏ nhảy cho. Bỏ nó nhảy nè. Gãy nghèo ơi. Đại nhảy qua mày. Ơ Đại, con nhảy xuống đi. À Tiên nè, nhảy lẹ lên. Cầm bữa trời bá sao nhảy qua được. Đâu, con mới vô tim nè. Chị nhờ con nhảy trước á. Ơ chị ơi, cái hầm vậy em nhảy chắc lọt dữ quá. Chị Hảo nói đúng rồi đó, cưng mới vô tim làm sao có cho được. Không rồi mai mốt anh Vinh không cho cưng đi quay phim luôn đó. Dạ dạ, để em nhảy. Rồi nhảy lẹ đi. Rồi, nhảy không ra được khỏi cái bào nữa. Thằng em có mày dốt qua đây ơi. Giờ tới con nhảy đây. Rồi, để em nhảy không cho. Rồi, lẹ lên thôi, Đại. Nhảy qua không được. Chắc chạy vô qua. Ủa, làm gì vậy? À, đây có cái chạy nè. Để em thử coi có chắc không. Đứng đây nè. Cưng đừng có nói với chị á, là cưng cấm cái cây ngay đây. Cưng nhảy qua bớt nha. Thì đúng rồi, còn cách nào đâu chị ơi. Ném ném ra đây. Yên tâm. Rồi, cố lên cho Đại. Rồi nha. Nè nè, xin xin ra đây. Rồi nè. Mày làm gì vậy? Gì vậy? Rồi, đất ơi, đất ơi. Thôi lên luôn nè. Rồi, giờ chỉ có cách này nè. Thằng Đại với ông Đô leo lên cái bự cho chị đi. Leo làm gì chị? Leo đi rồi biết. Rồi, đem leo lên. Leo lên đi ông Đại. Lên đô. Không để nó nặng. Ôi. Nặng hơn đô nãy nặng. Rồi đem em lên. Thằng mập này vô tim mình, anh Vinh nuôi sao nổi trời. Đúng là cái sáng tạo của Di Thảo hay thiệt anh Đại ơi. Cười đi. Ngạo, coi vô dạo tay em tiếp coi. Rồi. Rồi đứng lên nè. Rồi đứng lên. Rồi. Ây da, trời đất ơi. Rồi khiến về em nè. Khiến về. Đi. Ủa Ngáo, nãy giờ mày làm cái gì mà dắt giờ mới tới vậy? Rồi chị thông cảm đi. Em phải chạy về nhà up clip lên kênh cái nữa cho nên tới trễ. Tụi em vác cái cây về luôn rồi. Giờ này anh mới tới là sao vậy? Thôi để anh vô anh vác phụ cho. Nè vác đi. Rồi đi. Rồi đi về lẹ nè. Về. Tới bụi cây bằng lăng rồi nè bé heo ơi. À để coi cây nào được ta. Thôi chọn lại cây này ha. Rồi. Cứ mạnh lên đi Quang. Tốc độ lên. Từ từ em mới hoài.
Lao đầu không kỹ là coi chừng bệnh nha Tiên. Dạ. Chị thấy nhớ cưng về trước, vậy mà cũng bị mắc mưa nữa hả? Về không kịp chị ơi. Mà mưa vậy sao ra sân làm con quay được ta? Mưa thì làm con quay ở đây luôn. Hết mưa là có con quay chơi rồi. Em xin một cục anh nhớ ơi. Cảm ơn anh. Em cục nữa anh ơi. Em cảm ơn. Em cục luôn. Hè này rảnh rỗi tính quay thật là nhiều clip up lên với mấy bạn xem. Mà ông trời mưa kiểu này chết tụi mình luôn rồi. Đẹp rồi đó. Để vào kênh Tony TV xem bình luận của ai khen mình nha mấy bạn. Ý có rồi nè. Anh hùng càng ngày càng đẹp trai. Giúp tiếp, giúp tiếp. Nó đúng ghê á. Sao con mắt của mình hùng nhỏ xíu vậy? Con mắt của mình về mà nhỏ. Được rồi. Được rồi. Để coi mình làm xong có ai chê mình mắt nhỏ nữa không. Ê Hùng. Trời ơi, chỗ tiên mắt trước mà làm cái gì vậy? Người ta ở ngoài trước đục gỗ làm con quay kìa. Còn mày ở trong đây làm chuyện bắt lát đó sao? Trời ơi, sao mày ngủ em chơi vậy? Do mẹ nữa đó. Trời trời, đục mới có mấy cái. Cây bằng lăng chưa mẹ mà tấm thớt bể rồi. Thằng mập này nó dụng dữ người ta. Gọi gì chị Phương ơi? Ờ. Tiền, cái này là vị mới hay gì ạ? Chị mới thấy luôn á. Đúng rồi, lớp Manh Tô mới ra thêm 3 vị mới. Vị chanh tuyết, vị nho, rồi vị cam nữa. Ủa, gọi cây này là cây gì đây? Thì đang có chương trình mua 2 lớp sữa tặng chú Bút nè. Ừ. Mà bữa nay chị Phương sang thiệt nha. Mua sữa về cho mấy anh uống nữa. Chị nói con nghe nè. Mình nhờ mấy anh đẻ con quay giùm. Mình cũng phải biết điều mua sữa về cho người ta uống chứ. Dạ, rồi chị vô nè. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror. Chị Hảo, em làm xong rồi nè. Chỉ con quay của em nó độc đáo không? Trời ơi, nhìn lạ gì vậy? Mà nó quay được không? Tất nhiên là được rồi. Ủa Hồng, hôm qua chị cũng mua lớp sữa lớp Manto mà trong đó không có thẻ. Cái chương trình đổi thưởng này nè, chỉ áp dụng vào sữa mặt với lại sữa cho uống thôi. Loại sữa 180ml đó nghe. À, vậy chắc hôm qua chị mua lại 240ml chứ gì. Thôi lại xong chưa, cao này tập chơi nè, chút thi kìa. Thôi đi. Đó, lên chơi thử nè. Rồi lên chơi nè. Quẳng giày vô. Chơi nha. Thôi. Ở đây. Trời trời, vụ qua hành trái trứng cá quay quá trời quay luôn kìa anh Thành. Anh cũng biết nữa. Của ai vậy? Của ai vậy? Con quay này sao nhìn thấy quen quen trời? Của tôi á. Kìa, con nó kìa. Cái heo quắn vậy đâu có được. Quắn giống tôi nè. Mấy vòng đầu á mình quắn cho thiệt là chặt, còn mấy vòng sau quắn cho có thôi. Đó, xong nè, giờ giật. Ây Mày quá hoạn rồi. Ây chưa. Ơi, bay ra con mèo này. Tại sao mỗi khi tao chơi là có mày xuất hiện khóa tao vậy? Bắt nó lại đi. Đi vô khác.
Tụi mình đã hoàn thành xong cái sàn thi đấu. Đang chút xíu nữa cho tất cả thí sinh thả cái con quay của mình vào đây. Ví dụ luôn. Rồi chơi thử. 1, 2, 3. Thì dĩ nhiên cái con quay của thí sinh nào dừng lại trước là người đó sẽ bị loại khỏi các vòng tiếp theo luôn nha các bạn. Ê Vinh, tới giờ mày mới quay cái trò chơi này, trong khi đó là ở trên YouTube tao thấy cũng có nhiều kênh quay lắm rồi đó. Trời. Mày làm vậy rồi người ta nói mày bắt chước ý tưởng rồi sao? Làm gì có, ai cũng biết kênh của mình là tiên phong về cái series trở về tuổi thơ hết rồi. Thì các bạn fan ta bình luận nè, rồi anh chị phụ huynh ta bình luận, người ta thích cái phong cách quay phim của mình, người ta mới kêu mình quay về chủ đề này. Hình như các bạn anti fan, các bạn ghét mình, các bạn chửi đi, mình cũng có mắc hạt gạo nào đâu. Rồi như các bạn thích mình, các bạn khen đi, mình cũng có thêm xu nào đâu, đúng không? Nhưng mà nó sẽ là động lực để cho mình làm tiếp. Thì chút xíu nữa team Tony cũng sẽ thi đấu giống vậy, để xem ngày hôm nay con quay của thí sinh nào làm đẹp nhất và ai là người chơi trò này giỏi nhất. Tao mày thử sức cái đó này. Dứt mày. Chơi luôn sợ mày à. 1, 2, 3. Rồi luôn. Làm cả sổ rồi, giờ nó mẻ luôn rồi trời. Anh Vinh, em mới làm lại con quay này, vô chơi liền đi anh. Đúng rồi. Okay. Để anh kiểm tra con quay của tụi em có đủ tiêu chuẩn thi đấu không đã. Dạ anh. Con mẹ kiểu dáng ngộ vậy cầm cây. Hả? Cây nấm hay gì vậy đại ca? Rồi nó xây được không? Xây được. Cầm. Trời. Này gì vậy? Dạ con quay. Nó quay được không? Dạ được. Thằng ơi nhìn tưởng cái bánh bao không đó. Cầm đi sư huynh. Dạ. Nghe nè, cái hình thức thi đấu vòng 1, tất cả thí sinh sẽ đồng loạt thả con quay của mình vào đây, và ba con quay đầu tiên của ba thí sinh nào mà dở nhất đó nó bị dừng lại là ba bạn đó thua, khỏi vào các vòng tiếp theo, rõ chưa? Dạ. Dạ. Phần thưởng cho người chiến thắng là một bộ hai đôi giày. Dạ. 1, 2 bắt đầu. Con quay của bà thua nè. Trời ơi. Con quay của chị heo vợ. Mạnh đá đi. Đúng rồi Vân. Đúng rồi Vân. Đúng. 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 Anh Vân, có được chơi lại không vậy? Mê, nãy còn chơi con quay của bé heo á vậy. Nghiệp quần tất cơm. Con quay của con đồ thôi rồi, lấy giọng luôn đi anh ơi. Trời ơi, sao thua sớm vậy? Anh Vinh ơi, em lấy quà, lấy quà anh. Rồi, nhận quà đi. Lấy quà, em lấy quà nghe. Rồi, ba bạn thua cuộc đâu? Giờ đây. Em. Rồi, ba bạn này khuyến khích mỗi bạn tặng cho con lốc sữa lớp Manto. Cầm. Đó, của em nè. Rồi, của An Ngọc nè, An Ngọc. Cảm ơn Vinh. Thôi kệ, thua mà cũng được lốc sữa lớp Manto, uống rồi săn thẻ đổi quà cũng được. Bước sang vòng 2 phần thưởng đây nè. Người chiến thắng sẽ nhận được một cái dù hoặc là một cái túi du lịch. Những bạn nào chiến thắng ở vòng 1 giơ tay lên đi. Mời tất cả các thí sinh chiến thắng đứng về phía bên này, rút thẻ bài. 4 bạn rút thẻ bài có cùng màu sẽ thi đấu với nhau. Rút đi. Rồi, rút đi. Đây, đây, đây. Màu đỏ đứng bên kia. 4 thí sinh màu đen vô trong này thi đấu trước đi. Rồi. Xong chưa? Thí sinh mà có con quay mà nó quay lâu nhất là thí sinh đó mới được vô vòng cuối, còn ba bạn còn lại là rớt luôn. Trời, quán gia lẹ lên đi. Kéo lên lại. Sao vậy là anh đừng có lo với mày, tao quất mày đó. Cố lên anh ơi. Cố lên ơi, gãy lên. Tao chuẩn bị ném, mày đụng đụng tao vậy hoài, tao ném lạc đạn trúng vô đoạn dính người sao? Đại, anh tin em đi đại. Một, cố lên. Hai, ba. Ôi mày lại đâu rồi đó. Gãy lại à. Ôi, nó cuốn vào, nó cuốn vào. Trời ơi. Hồi nãy quay thử mày quay
mày mạnh lắm mà, tự nhiên vô tay cái mày thua luôn rồi. Xuân của em sao thua sớm như vậy? Mình mới thua, mày coi đi ra chỗ khác đi nghe. Hồi nó quên nóng lên là mày mê mình đó. Trời ơi. Trời ơi, con lại có hai con à. Con quay này của ai? Ê, của em, của em. Rồi rồi, con quay này. Của em. Tía tiền, còn có mở con quay của cưng với anh Thành à. Ê, tiền ơi, ghét dữ đây. Mày tiếp cho con. Dành kìa. Ngã xuống rồi. Game over. Trời ơi, ông nội ông đạp cái chân tôi nãy giờ kìa cha. Lấy cái dù hay là lấy cái túi du lịch? Em lấy túi. Lấy túi đây. Ba bạn thua bước sang đây, anh Vinh tặng quà cho nè. Đó, một cây quạt đa năng. Dạ, à, em anh Vinh. Đây A Tiên nè. Em cái lên trên đây. Mày chơi dở cũng chết luôn. Mời 4 thí sinh mà rút được lá bài màu đỏ đi vô trong này đi. Trời ơi, như lạnh. Ê, đây này tao bỏ vô cho gọn. Ê, sữa của tao mày. Rồi, cầm giùm tao túi luôn đi. Ê. Cái túi này đẹp ha. Đi tập gym ngon à. 24 thẻ quà lớp Manto đi đổi hả? Ừ, em đi. Xong chưa quán? Rồi chơi. Quán cho kỹ nghe anh Ngáo. Ừ. Phải gian thẳng ra. Có lên anh Ngáo. Rồi, đếm đi trên đây. 1 2 Từ từ. Ê, con gái nè, từ từ. Kìa. Con quay chi ngã luôn kìa chị đã. Rồi 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 rồi. Con của em đó. Con lấy con của Ngáo và con của Tiểu Phương. Mày thua luôn bây giờ nè. Giờ phần thưởng của em là một cây dù hoặc là một cái túi du lịch, em lấy cái nào? Em chọn cái dù. Giá trị phần thưởng ngang nhau thôi. Nhưng bạn thua lên trên này. Trời ơi, này quà khuyến khích nha, một cây quạt đa năng cầm nè. Em đợi em, em. Một cây quạt. À, cảm ơn một Vinh. Một cây quạt nè chị Thảo ơi. Cảm ơn Vinh. Rồi hai bạn chiến thắng ở vòng 2 này bước vào vòng chung kết đó. Nghe kỹ đây. Con quay của thí sinh nào mà quay lâu hơn thí sinh còn lại là sẽ nhận được một cái tai nghe Bluetooth tai thỏ màu hồng. Cái này mới săn thẻ đặc biệt mới đổi được nè. Anh bắt Vũ Thanh thắng đó. Bắt lại đi anh. Lên như vậy. Anh bị què chân rồi chứ không có được đâu. Anh bị què chân chứ có phải què tai đâu mà chơi không được mày. Sư đệ à, anh nghĩ nên im đi. Hồi sáng giờ anh thấy cũng hơi ngứa mình rồi đó. Ôi, thằng Đô này ở nhà cha mẹ nuôi kỹ lắm hay sao mà gan nó to dữ à. Trẻ trâu chưa chảy suy đời nó vậy á. Ôi, rồi quán con quay vô thiệt. Trời ơi, con quay nè. Em bắt anh nè. Nè, đẻ ngay đây luôn nè. Đó. Anh Ngã bước vô đây. Tao tin mày Thanh. Ok. Thằng nhắn chị nha Thanh. Rồi sao coi cho được đó. Thua anh Ngáo. Biến khỏi hội gamer tao. Đô, chẳng thẳng luôn. Vô vòng chung kết làm gì ta anh cũng vậy hả? Tâm lý như vậy là chết rồi anh Ngáo ơi. Bình tĩnh đi anh Ngáo. Đúng rồi đó. Rồi, phải chiến thắng được nó chưa? Em tin tưởng anh á, ghé lên. Cố lên nha anh Ngáo. Cố mày. Vô. 3. Vô. Ghé lên. Con này nó đậm mấy cái con này của em ơi. Dạ. Tao chạy đúng người rồi. Tại vậy chứ. Trời ơi. Muốn lấy thêm phần thưởng không? Dạ muốn chứ anh. Chiến thắng anh đi, anh tặng thêm cho một thùng sữa lớp Manto. Anh lấy cái này cho nha. Đâu hả anh? Lấy đồ nghề chứ gì. Ây da, con quay nặng bao nhiêu ký vậy? Có 2 ký. Ai, tôi nặng 2 ký đó. Trời, vô chuẩn bị thi nè mày. Anh lên. Nè ra nó tung gạo quá. Mấy đứa tránh xa xa ra giùm anh cái đi. Lỡ ném lạc đạn cái lỗ đầu luôn đó.
kịp lấy tay che máy quay lại rồi. Nãy giờ mấy đứa có thấy cái hình ảnh gì không vậy? Coi làm lại nha. 1, 2, 3. Con quay qua sắp hắn rồi kìa. Trời ơi, khỏi nhìn cũng biết con quay anh Thanh thua chắc rồi. Con quay cháu chắc sao chơi lại con quay ông nội. Con quay của em hay quá Thanh ơi. Đúng rồi đó, có phải ra ngoài thua không? Đâu, đúng rồi. Kiểu này con quay mày bị đá mấy quái nữa. Cái đầu anh mẹ luôn quá Thanh. Tội nẻ ra con ơi. Vậy lấy thùng sữa lớp manto của anh lắm hả em? Nhưng mà đừng buồn, giờ anh sẽ tặng cho team mình á một thùng sữa lớp manto, mình chia nhau uống nha. Dạ. Vị nho hay là vị cam? Dạ, nho đi anh ơi. Lấy nho đi. Thì video trò chơi con vũ tuổi thơ đến đây là kết thúc nha các bạn. Và những bạn nào nhận được phần thưởng đâu? Thì hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ team mình bằng những cái like, bấm vào cái chuông để bật thông báo lên. Và đừng quên subscribe kênh mình nha các bạn. Giờ thì cũng chiều rồi, mấy em đi về nhà nghỉ ngơi đi nha. Rồi hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Bye. Sắp xong chưa anh Thanh? Gần xong rồi, để anh xíu. Thanh ơi, sao anh thấy nó giống con chim của mèo quá vậy mày? Nó lại là chim. Em đã nói là dễ ăn gấu thì nó là ăn gấu, tại sao là ăn chim? Chắc là anh chưa vẽ màu lên cho nên ngáo nhìn chưa ra đường gấu trúc á. Vậy cần đổ màu đi, để anh tô lên luôn nè. Để em tiếp cho. Xong rồi nè. Anh ơi. Cái gì? Nó lại nghe rồi. Dữ quá anh Thanh ơi. Dữ là dữ làm sao? Anh vẽ con gấu trúc chứ đâu phải vẽ con báo, con sư tử, con chó sói đâu mà dữ. Đúng rồi đó em ơi. Em học lớp 5.